giờ em có ăn gì không? Không đúng không? Nói ra hết rồi giờ không ăn lấy đầu đi. Chưa ăn được á, ăn nói. Gì chưa ăn được, rồi sức đâu mà chơi. Đỡ hơn nãy nhiều rồi. Em đâu bị đau bụng đi đúng không? Dạ em bị chóng mặt và ói thôi. Rồi, sáng gọi bác sĩ rồi. Có cảnh ẩm ra sao? Anh mệt quá chứ rồi anh. Kinder Mocha mới. Đói đói rồi, Mocha thôi. Ngồi xuống ăn đi, cho em ngồi. Mấy cô yêu thiệt không hay là tôi nghĩ đây là cuộc hôn nhân và hình thức thôi. Truyền thông thôi. Truyền bá. Em rồi, con rồi, thấy rồi đó. Chị bá xấu chết rồi. Anh đi chơi. Ba lô. Mất. Em không giờ nước. Có luôn hả? Có. Hồi sáng ăn không? Có, hai cây luôn. Trái lùa. Trái lùa ok. Ây da. Dạ. Chết rồi. Tôi đã không biết qua bên đây. Không biết là hành heo bỏ đều. Đốt. Dọn. Tuấn là có nói là tôi chưa khuyên hay gọi điện ra vậy. Bữa trước đâu gọi cho em đâu. Mấy ngày đi qua em không gọi cho em. Em luôn à. Không phải mấy anh đã nói vậy đó. Em phải nói. Sao sao anh đi quay qua anh không hề nhường em. Trong khi mấy bạn nói anh đi quay mấy người khác là anh hả chăm sóc dữ lắm. Tao ngủ trước anh không à? Thì làm sao thấy gì? Còn cái chuyện mà nhường nữa sao em coi là em biết à. Nhưng mà vấn đề anh gọi cho ai? Gọi đó gọi cho ai? Hôm trước, mấy lần trước. Đâu gọi cho em? Đi lên một kia anh cũng không gọi cho em. Mọi người chưa có đi một kia. Mà đi không hề gọi cho em. Em còn gọi cho anh có kêu mấy. Cái bữa tôi ngủ kế anh Giang á, tự nhiên khuya mà ảnh ngủ xa anh kêu Trinh. Trinh đây, Trinh, Trinh, Trinh đây, Trinh. Cái tên ngủ nữa. Ngủ mấy đêm là kêu mấy tên. Trinh, Mai, Mai. Em hỏi một chút là bình thường thì anh ta chỉ phương với nhau chắc chắn rất nhiều, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà đi du lịch chung thì 2 ngày một đêm, không biết là mọi người cảm nhận như thế nào thôi. Thì cái chuyện mà đi du lịch đó thì đi nhiều với gia đình với bạn bè thì cũng nhiều, và 200 lần đầu tiên tham gia chương trình reality mà giống như vậy ha. Dạ. Nên mọi người sẽ thấy là tại sao chuyện Giang, chắc chắn mọi người sẽ hỏi là sao thấy anh Giang không bao giờ nắm tay chị Phương, hôn chị Phương hay gì đó. Thì nó bình thường rồi, hai chồng tôi có một cái cách hạnh phúc riêng. Tại đó ý là vậy, đó là bình thường, còn cái bất thường quá là hôm qua là anh hấp luôn cái mặt em. Bớt diễn xuất lại, bớt diễn xuất lại. Ở đây. Tội nghiệp người vợ quá. Đúng rồi. Ý là cái hạnh phúc của hai chồng tôi là hai chồng tôi có một cái tâm niệm khi tham gia chương trình là sống ở đời luôn là hạnh phúc với hai chồng biết, không cần biết. Sống với người chồng mà phải giấu giếm mặc định cuộc sống hạnh phúc của mình, đau khổ lắm. Như vừa rồi áp suất nén vào trong những cái điều trời ơi diễn hay quá thật sự quá ngồi chỗ này em biết là chỗ chồng rồi. Điết ơi nói chuyện đi Điết ơi, em có tham gia không vậy? Em phải là giảm cát không vậy? Không, tại em thấy đang cãi lộn quá em đâu dám nói. Em lén lén gửi mình báo. Tính nhờ mấy anh em mình nói là Phương không tin lắm mà Rick mà nói là chắc xỉu à. Rick thực thà Rick, bây giờ em sao em dễ chị nghe. Dạ. Không có chuyện mà đi quay ảnh gọi cho ai không? Tại em ngủ chung với anh đúng không? Dạ đúng rồi đúng rồi. Đó.
Dạ, chị tin em thôi. Chị tin em thôi hả? Dạ. Biên độ em gần ảnh lắm á. Anh từng lấy trái nữa. Rồi anh có giao du chị Năm. Chuyện đi là vậy, vì là anh Sang đã có vợ đồng hành, mình không biết rằng nếu như trong chuyện đi tiếp theo ấy, thì không biết rằng anh Lâm có muốn để với Quỳnh hay là Chris có muốn để vợ mình đi cùng tham gia chuyện không? Không ạ. Vợ tôi mới đẻ xong yếu lắm, đi không nổi đâu. Quá. Em cũng sợ là em giống anh Giang á. Có chị Phương đi cái tự nhiên bị trì, bị ác vía, không dám quăng miếng. Quăng miếng mà chật chuột á, bị lộn tùm lum hết, rối á. Áp lực. Không, ảnh hồi hộp. Ảnh hồi hộp. Trước hàng ngàn khán giả thì không sao, nhưng mà trước vợ của mình anh rất yếu đuối mong manh đó. Ngân ơi, đừng để lên tiếng Ngân ơi. Omomatic Convo, xoay bay vết bẩn lưu hương bền lâu. Ủa, mình để Phương ở lại luôn anh? Phương ra đó chơi mình luôn. Có đi không? Có. Đang make up bẩn. Giờ anh thương anh lắm. Giờ anh chịu nổi trong cái xuống có giờ anh nói em đứng nổi anh lấy ghế cho em ngồi nổi cái ngồi xuống đất rồi giờ anh nói hai lần mà nó ra nó rất là nhiều luôn mọi người tất cả mọi thứ luôn á xong cái nói em đứng không nổi em ngồi không nổi em muốn nằm cái anh cõng vợ anh qua nằm cái vợ anh qua vợ anh chửi ủa sao em đang rất mệt anh còn cõng em đi nằm vậy ý Phương đáng đi ra lúc đó anh nằm dưới cho nặng Phương nằm lại luôn. Người chồng không vợ phải vậy không? Cái cảm giác mà nó bị say sẩm á, mình không làm được gì nó ghê lắm. Anh còn sắp sóc người ta đi lên nữa. Nhờ anh nha, sắp cái đó xong qua lần cuối. Gọi cho bác sĩ đó, bị tình hình sao? Tôi hồi tôi ăn ít lên gì vậy? Em nói trời ơi, ăn gì mà ăn xúc xích chiên. Tức giờ ăn sáng đâu. Không ăn dầu mỡ, sáng em đi làm chung với đoàn ăn luôn. Không phải yếu mà là do cơ địa nó sạch quen rồi. Ăn vô cái gì mà nó bụng dầu khủng. Bác sĩ có hỏi là có bị đau bụng với lại đi ngoài không? Nói không, vậy thì hên. Tại vì mới tới đó cái chịu nổi cơ thể nó đẩy ra lại. Giờ đang ăn cháo trắng với là muối tiêu rồi. Thấy rồi mà. Cho anh xuống nhẹ cái được không? Được á. Mày xin hả? Điểm trong nhân thế có mấy người. Điểm vợ. Bác tài please. Hả? Đi sao nổi vậy còn nói còn không ra hơi sao đi nổi? Rồi nãy giờ em có ăn gì không? Không đúng không? Ói ra hết rồi giờ không ăn lấy đầu đi. Chưa ăn được á, ăn ói. Gì chưa ăn được, rồi sức đâu mình chơi. Đỡ hơn nhiều rồi. Giờ tính sao đi xe nào? Xe 16 mình á hả? Em đâu bị đau bụng đi đúng không? Dạ không, em bị chóng mặt và ói thôi. Rồi, sáng gọi bác sĩ rồi. Tức là mới tới bao tử chỉ chịu được mà thải ra ngoài liền. Chị ói ra mặt xanh luôn. Đúng rồi. Nghĩa là bị ngộ độc ở giai đoạn này, bước đầu á. Hấp biết chứ. Không cần ăn con nấu thiệt lỏng á, xong để em hút như hút nước cũng được. Rồi mình lên trên đó rồi mình coi tình hình mình tính tiếp. Chứ ở đây cũng buồn. Bữa sau bỏ cái tình trạng ăn xúc xích chiên buổi sáng đi nha. Cái bụng thì không bao giờ ăn mấy cái đồ không ăn sáng. Ngày ăn có cử. Rồi sáng bữa nay hứng vô ăn xúc xích chiên. Ăn để có sức đi chơi. Bà gọi bác sĩ chiến nói vui. Ăn gì vậy? Xúc xích ở đâu ạ? Bác sĩ chỉ nói xúc xích ở đâu ạ? Nói xúc xích người ta bán ngoài đường. Trời đất ơi. Rồi đau bụng chưa? Nó dạ không đau bụng. Có đi ngoài tiêu chảy không? Dạ không. Ừ. Bước đầu của ngộ độc. Cơ thể nó không chịu nên nó ói ra hết. Đó là cơ thể nó không chịu nên phải ói ra. Lên xe hấp miếng cháo. Nha. Mang dép đi, bình thường anh dịu dàng với em, bây giờ anh bệnh cũng... Nói lì quá mà. Đi, mang dép chưa? Có cảnh ẩm ra xe không? Anh mệt quá chứ rồi anh. Mang
sĩ người ta coi thường. Đi đàng hoàng. Ủa ai uống trái dừa vậy? Tưởng bà vợ nữa chứ. Sẵn sàng chưa? Đi. Em có biết làm ói mấy thao không? Không, mới làm 2 thao. Trời ơi. Đi xe này đúng không? À, đi xe bác đi xe Tuấn Anh luôn hả? Rồi rồi. Đi đâu ạ? Đi chung xe với anh luôn. Ngồi phía trước. Ê ê ê. Hey. Hey. Thôi thôi bớt. Hey. Ngồi chung luôn anh. Dạ. Ngồi phía trước. Trước đi. Rồi cho Vân ngồi phía trước đi. Về phải. Em mà chở là ai rồi ạ? Sung bạc hía lắm. Quy mến nhau, luôn đi đua học chăm tiền tới. Quyết kết coi, đưa dân bên, giúp đỡ nhau xứng đáng trò ngoan. Giỏi lớp trưởng. Ê, giỏi lớp trưởng, tối nay có rảnh không vậy? Không. Em ngồi giữa, em đừng có ngồi cuối nha. Hồi nãy anh có ghé đó mà mấy cái ấy mà ó ra mất hết rồi, anh tính chụp hình gửi cho 10 trong nhóm xem. Ôi ơi. Nãy em gặp chị Huệ hả? Chị Huệ gặp chị Huệ mà chị Huệ thương quá, chị gặp giờ chị Huệ quay lại thăm 3-4 lần. Tội nghiệp cô bé ngộ độc thực phẩm. Mà bây giờ thật sự là thoải mái chưa? Hay là còn nó... Ý là cái đó thì hết rồi, tại nó còn gì đâu. Nhưng mà bây giờ cái sức nó hơi mệt thôi. Uống cái gì đó, uống mấy cái đi ong. Lát lên hấp miếng cháo trắng. Nhưng mà cái gì bổ sung muối, bổ sung ấy gì cho nó. Nãy anh Lâm nói chị là tạo ra ma thôi. Tôi nghĩ là cô đang tạo drama. Hồi nãy vừa hát lớp chúng mình. Mày sao mày cứ mồi mồi, tao cứ đói hoài. Lên trên ngồi đi. Dở. Lên trên kia ngồi. Nhưng mà thông cái gì lại em vô. Đi xa lắm. Ừ, để bảo toàn sức. Miệng vậy hả? Sáng giờ nhiều drama không em ơi? Drama đó. Ôi. Bữa giờ em không có hình, em phải tạo drama. Thấy cái lúc mà đá banh đó, Rít nó bị giọt bẻ đó. À nó bu vô cái thương Rít. Nó lộn, thương Hiếu. Bây giờ là bắt chước đó, hình ảnh vậy đó. Cùng một công thức thôi. Trong công thức em với anh Huy nhịn đói nè. Em theo công thức này thôi. Lấy cái gột rổ đây em ơi. Có gì chơi đó nha. Em hề bằng nội lực chứ không được hề bằng drama được. Ờ. Chứ học từ hôm qua giờ, từ cái đợt này ha. Chèo xuống chứ xuống sông Hà Bá rồi ha. Đi lên núi rồi, có đồng xuống núi rồi. Thôi đi anh ơi. Đấu đi ngủ nha, bác sĩ bảo được. Đầu sáng giờ dậy hai đứa luôn. Một đứa thì xùi cái đầu gối, một đứa thì đó. Gặp chị Huệ 4 lần, không còn cái gì trong bụng hết.